Vừa rồi là Phụng rất là may mắn đã vượt qua được vòng bán kết 1 và hôm nay vô chung kết 1 và thể hiện qua 2 ca khúc. Bây giờ thì tâm trạng của Phụng là đang rất là muốn để được lên sân khấu để trình diễn và hy vọng là cái liên khúc đó sẽ chinh phục được các vị giám khảo. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi. Dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn dần đời đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương. Những người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh. Rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu giấm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quen thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chân gối bên người không quen biết, sao tim anh vẫn thấy nghe cô đơn.
tại em không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian thôi là hết chia ly từ đây. Người phương trời kẻ sống bơ vơ, nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Tình yêu đôi mình chỉ thế thôi. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn cho thí sinh khởi đầu cho hành trình chính thức của solo cùng Bolero 2019 được không ạ? Ngọc Phụng thưa quý vị, với vòng chung kết một này, bộ ba giám khảo quyền lực của chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên hết sức quý giá của mùa giải năm nay, đó chính là quyền được tuyển thẳng thí sinh hội đủ điều kiện về tố chất, về giọng hát, về kỹ năng để vào thẳng vòng sau mà không phải bước vào vòng xin ở. À, trước khi tôi hỏi đến tín hiệu tuyển thẳng, rất mong nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ chia sẻ về thiết kế sân khấu rất lộng lẫy và lung linh của mùa giải năm nay cùng với ý nghĩa của bảy sắc cầu vồng. Xin mời. Cảm ơn Phương Hiếu. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với mùa thứ 6 của Solo cùng Bolero. Xin cảm ơn các vị ban giám khảo, đặc biệt cảm ơn 15 thí sinh đã bước vào cuộc hành trình mùa thứ 6. Nếu chúng ta để ý kỹ sân khấu là cách điệu cái số 6 vươn lên. Cái nội hàm của nó tại sân khấu này cũng có 6 chữ: tỏa sáng, vươn cao và vươn xa. Anh chỉ có một lời chúc chân thành cho 15 thí sinh cũng là 6 chữ: muốn thành công phải cố gắng. Con đường để vươn lên một cái số 6 vươn cao lên như thế không chỉ có may mắn là đủ. Anh tin chắc là như vậy. Phải cố gắng rất là nhiều để chạm đến cái ước mơ bay cao như cái số 6 đang vươn lên. Nên chúng ta thấy năm nay rất là đặc biệt cả cái con số 6 đó. Hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đổi mới cho những khán giả đang yêu mến Bolero, yêu mến chương trình Solo cùng Bolero sẽ yêu mến hơn. Muốn hỏi anh Vinh, lý do gì mà đầu tiên anh lại chọn cái màu xanh như thế này? Em quá yêu thích màu xanh. Nó có nghĩa đối với em rất là nhiều. Nhưng mà không biết là đối với anh suy nghĩ như thế nào mà anh đã chọn cái màu này để mà mở cái chương trình. Màu xanh lục là màu của sức sống. Những cái gì mà tươi đẹp, sức sống, tràn đầy năng lượng, mà cả niềm tin nữa, cả hy vọng nữa, đúng không? Dạ, đúng. Nên tất cả đã gửi gắm vào đây. Nếu mà chúng ta để ý khi sân khấu thì 15 viên kim cương. Dạ. Tương ứng với 15 thí sinh, các bạn sẽ phải mài dũa để làm sao cho cái sức sống này á nó căng tràn lên như cái màu yêu thích của chị Phi Nhung. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều cho em thấy được cái màu xanh của em yêu thích. Anh có nói là muốn thành công phải cố gắng. Thế thì em đã cố gắng hết mình cho sân chơi này chưa? Để đến với sân chơi này thì con đặt hết tâm huyết của mình vô trong chương trình này và cố gắng hết mình qua từng tiết mục. Em đã có một cái giọng hát đặc biệt, có một cái giọng hát đẹp. Nhưng mà cái phần trình diễn á, với anh thì cần một cái sự sinh động hơn một chút xíu ở cái bài sau á. Nhưng mà dù sao anh cũng chúc mừng tiết mục thành công của bạn. Ngay mời bài đầu. Ngọc Phụng, khuyết điểm của em như thế nào và cái ưu điểm của em như thế nào khi em tham gia cái chương trình solo cùng Bolero lần này? Em đối với chương trình này thì ưu điểm của em đó chính là cái hồn nhiên. Em rất là dễ tiếp thu những cái gì mà anh chị cũng như thầy cô đã chỉ dạy. Cái khuyết điểm của em á là cũng là cái sự hồn nhiên đó. Bởi vì càng vô sâu thì mình càng phải có một cái chiến lược gì đó nó cụ thể và mình cũng phải nghiêm túc với nó chút xíu. Nhiều lúc em hồn nhiên quá cho nên là em cũng cân nhắc bản thân. Có thể là mình sẽ cố gắng nhiều hơn và mình phải có một chiến lược rõ ràng để mình nghiêm túc với nó chút xíu. Tại vì nhiều lúc mình hồn nhiên quá thì có thể mình không làm tốt được. Tại sao lại nghiêm túc có chút xíu thôi? Sao không là nhiều xíu? Không, tại vì đây là mở đầu vẫn còn hồn nhiên. Nên nói nó vẫn còn cái sự hồn nhiên, chưa có biết. Dính một chút hồn nhiên trong đó. Dính một cái chút nghiêm túc thôi. Nhưng mà em nghĩ bạn này sẽ, nếu mà trả lời như vậy là chị rất là đồng ý. Và chị nghĩ em sẽ là một cái người nói là hồn nhiên nhưng mà thật sự em rất là nghiêm túc. Hôm nay trách nhiệm của mình Quỳnh là nhận xét về chuyên môn cũng như giọng hát thôi. Em có một giọng hát rất là tốt. Em chọn cái bài hát đập với cái đàn đầu tiên mở màn cũng là được. Nhưng mà nếu là anh thì anh sẽ chọn đánh theo thể điệu rumba bolero thuần túy. Tại vì cái bài thứ hai là thể điệu tiết tấu nhanh. Em cần cho khán giả thấy em hát rumba điệu bolero như thế nào và mềm mại như thế nào, cái giọng hát em như thế nào. Mình không nên đánh một điệu
kiểu mà phân kiêu quá. Khi em hát á, em sẽ cái giọng em á ngọt ngào đầm ấm mà em đánh cái điệu này nó phản lại với cái giọng hát của em. Em nên đánh thể điệu rumba bolero thì nó sẽ hợp hơn. Đập vỡ cây đàn thì em sẽ cho thấy cái giọng của em, chứ không chứ nhạc nó trầm 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 em đập vỡ cây đàn thì nó không còn là một cái chất mùi mẫn của em nữa. Mình hát lại câu đó cho anh Mạnh Quỳnh nghe bằng chất giọng ngọt ngào của em ngay bây giờ. Ok em, đập vỡ cái đàn đi. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Không, chị không có chịu cái kiểu đó. Tại vì đập vỡ cây đàn mình tức quá mà làm sao mà ngọt được. Nếu anh thì bài đưa bolero thuần túy và một bài cha cha sẽ hợp hơn là một bài cái tính cái kiểu nhanh như vậy. Nhiều đêm buồn về gì em ca, là về nhiều chiếm tâm tư hay là về chiếu tâm tư? Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư. Về chiếm tâm tư chiếm mình tâm chứ tư. Tại sao lại chiếu? Anh góp ý nhỏ thôi, khi mà em hát thì rất cẩn thận vấn đề này nha. Tại vì mấy năm trước anh thấy nhiều thí sinh bị lắm. Cũng vẫn còn thấy hồi hộp, nhưng mà thật sự là hôm nay cũng rất là hài lòng cái phần dự thi của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những gương mặt mà tôi tin là mang đến thêm nhiều sự tươi mới, với vai trò là một quán quân của một cuộc thi danh giá. Tiếp theo nữa là một gương mặt được khán giả yêu mến với giọng hát ngọt ngào của mình, trong cương vị là một khán giả theo dõi tiết mục này và một người có chuyên môn để đưa ra những lời góp ý chân thành nhất dành cho các thí sinh của solo mùa này. Xin mời Hà Thu. Sau khi nghe anh Mạnh Quỳnh nhận xét, cái Thu cũng hồi hộp theo luôn. Sao vậy? Bị lay anh, bị lay. Em tưởng em đang thi luôn á anh. Em nhận không. Xét à, anh Mạnh Quỳnh nhận xét rất là đúng á. Tại vì Mạnh Quỳnh rất là khó về cái hát sai chữ hay là nhịp nhàng gì á. Chị thì nhiều lúc thì bỏ qua, thì không có gì hết. Chứ anh Quỳnh là không bao giờ bỏ qua những cái chi tiết nhỏ như vậy. Một giám khảo hết sức chỉnh chu. Đúng vậy. Ngoài những cái ý kiến chuyên môn của anh Mạnh Quỳnh và chị Phi Nhung thì Thu rất là đồng tình quan điểm với anh Vinh rằng là Ngọc Phụng có một giọng hát rất là khá là đặc biệt, và Thu hy vọng từ cái sự đặc biệt này thì Ngọc Phụng có thể trau dồi thêm để tạo ra một con đường riêng mang dấu ấn của Ngọc Phụng. Em cần phải nhập cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thì em đã có giọng hát rồi. Như là viên kim cương, nhưng mà thật sự là em không chịu khó mài từng ngày, nó sẽ không lóe sáng được. Nó vẫn là một kim cương nằm ở đó chứ chưa được người ta khai mở ra. Em phải cố gắng là cái người phải làm cái vầng hào quang sáng nhanh càng tốt. Tại vì cuộc đua này bắt đầu vô nóng rồi, em không thể chậm được nữa. Nhớ nha, hát là hát cho khán giả và chinh phục những tai nghe khó tin. Và bây giờ trước khi khép lại phần dự thi của thí sinh Ngọc Phụng, tôi muốn hỏi một điều duy nhất và quan trọng nhất. Đó chính là bộ ba giám khảo quyền lực của chúng ta liệu có tín hiệu tuyển thẳng cho thí sinh này hay không? Xin mời câu hỏi có hay không? Mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Có. Một sự đồng ý từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Phải có 3 sự đồng ý và thêm một sự đồng ý tích cực từ người động viên góp ý Á hậu Hà Thu nữa. Gương mặt này sẽ được tuyển thẳng. Tôi muốn hỏi sự đồng ý quan trọng thứ hai từ giám khảo Phi Nhung. Tôi chưa có tin lắm. Thưa quý vị, với việc một sự không đồng ý từ ban giám khảo, tôi xin dừng tìm hiểu tín hiệu tuyển thẳng ngay tại đây. Không nhận được cái phiếu từ cô Phi Nhung á thì thật sự ra cũng rất là tiếc, bởi vì cô chưa tin tưởng mình lắm. Nhưng mà nếu Phụng được may mắn mà được lọt vô vòng trong thì Phụng sẽ hứa là sẽ cố gắng. Cảm ơn Ngọc Phụng rất nhiều và hy vọng là bạn sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục các vị giám khảo khó tính của chương trình nhé. Trẻ nhỏ mẹ về non lang nghiêng trên
trời cao mây trắng vàng hoàng đẹp như tranh vẽ. Thưa quý vị, trong số 20 các vũ công, chúng ta có 2 người đã không tiếp tục nhảy, bằng được 18 điểm. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm từ các thành viên của ban nhạc quyền năng. Kết quả là... có 1 điểm 10. Wow. Kết thúc phần thi vừa rồi của mình thì em cảm thấy nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nhưng mà khi quay lại và nhận được điểm 10 từ thành viên trong ban nhạc thì em cảm thấy nó an ủi lại phần nào. Xin mời Minh Kha. Hôm nay em có một tiết mục diễn tốt hơn tiết mục tập trước rất nhiều. Và thứ hai nữa, em có cái đoạn biến tấu ngay cái đoạn giữa bài, em có cái hò nó lắng xuống và nó tạo được cho anh một cái cảm xúc rất là lớn. Và cộng thêm một nữa là cái chiếc áo dài của em, anh rất thích. Em cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay tôi nghe thấy có một vài chỗ nó có vẻ như là nó lo ra, nó không có thoải mái cho lắm. Và riêng về cái phần hò mà bạn Kha nói đó, thì tôi thấy là một ý tưởng hay nhưng mà nó chưa được làm trọn vẹn. Tôi nghĩ là bạn phải chuẩn bị cái hơi cho nó dài hơn và nó dứt khoát, nó không có do dự trong cái những cái luyến láy. Xin cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, tổng số điểm từ ban nhạc là 78 điểm. Và cộng với 18 điểm, thí sinh chúng ta đã có 96 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đối với anh thì theo những cái dòng trước em đã trình bày thì dòng này em khá hơn rất là nhiều. Em trình bày nhạc phẩm quê hương này rất là có tình cảm và có hồn. Em nên giữ cho khả năng của mình cho tốt hơn. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời ca sĩ Phi Nhung. Cô Nhung ủng hộ con với cái điều con sáng tạo. Con đã đưa cái câu hò vô cái phần nhạc chính giữa. Và nếu con có muốn hò thì con phải nghe kỹ những cô chú đi trước hò và con giữ cái hơi cho mình nhiều để mà mình hò nó không có bị mệt. Cái ý tưởng đó thì cũng mới suy nghĩ ra thời gian gần đây thôi, cho nên là khi mà phối vào rồi thì nó không được hòa quyện lắm và làm khựng lại cảm xúc của người nghe. Hy vọng rằng con sẽ có vững niềm tin và sáng tạo để giữ vững tinh thần và tình yêu của mình với âm nhạc. Xin được chúc mừng Trang. Hãy subscribe.
Khí rộn ràng ngày Tết, có mai có đào thì không thể thiếu những ca khúc vui tươi dí dỏm, vốn là món ăn tinh thần của bà con nhân dịp Tết đến xuân về. Nếu muốn biết đào hoa là gì và không đào hoa là gì, mời quý khán giả xem đài cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên với phần trình bày của ca sĩ Ngọc Phụng. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung.
đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng tình bay bướm lụy, phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước? Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng tình bay bướm lụy, phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Người mang tiếng đèo bồng tình bay bướm lụy, phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Cho ôm cái coi. Nhìn nó lạ. Thôi về chỗ đi, ôm rồi đó. Quên cả lối về. Đó, tìm những cái vật lạ vậy đó. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của một thí sinh mặc đồ nhiều hộp nhất trong 6 mùa vừa qua. Bộ trang phục này rất là tự tin và bản lĩnh như lắm mới lựa chọn bộ trang phục này và phong cách trình diễn như thế trong tiết mục dự thi của mình. Nó có làm cho em đắn đo dữ lắm không khi lựa chọn phần thể hiện như vậy? Dạ không ạ. Tại vì em thật sự em thích trải nghiệm nhiều thứ gọi là mới lạ để có thể trau dồi cho mình nhiều hơn. Chị gói gọn trong mấy ngày thôi mà tập được như vậy, em nghĩ thế nào về cái ôm của chị Phi Nhung dành cho em? Dạ thật sự là em rất là cảm ơn chị Phi Nhung đã dành cái ôm ưu ái cho em, mà em cảm thấy rất là hạnh phúc và có động lực để có thể mình học hỏi thêm và kinh nghiệm thêm. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Và rõ ràng tôi muốn nói cho quý vị khán giả luôn, đây là một trong những thí sinh của Solo cùng Bolero mùa 6 mà ban tổ chức cũng như ban giám khảo đòi hỏi bạn phải mang đến nhiều hơn nữa những điều mới mẻ tại sân khấu này. Và không biết những gì bạn đã bày biện ra trên sân khấu nãy giờ đã có làm hài lòng ban giám khảo chưa? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Em nên vui vì cái ôm của chị Phi Nhung vừa rồi là chứng tỏ cho em thấy
em có một cái chân đi vào vòng trong rồi đó. Hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay đó là nhận từ cái ôm của chị Phi Nhung, cũng cảm thấy rất là hưng phấn và rất là sướng trong người, và cảm thấy mình có một cái động lực rất là lớn để mình có thể đem tới những cái điều mới lạ tiếp theo đến cho toàn thể tất cả quý vị. Và hôm nay em đã mạo hiểm theo đuổi cái phần trình diễn như thế này. Thật ra nói gì mặt mà diễn xuất về tính chuyên nghiệp thì chưa đủ. Tại vì khi mà em những cái movement của em như thế này mà cái mặt của em á, nó không có đi đôi với lại những cái di chuyển của em. Tuy nhiên anh đã thấy được cái sự cố gắng của em rất là nhiều. Và anh rất là hoan hô cái phần trình diễn của em vừa rồi. Rất là giải trí và rất là vui. Anh xin chúc mừng trình diễn của em. Lúc đó chị Nhung nói em lạ. Mà không những lạ mà em thấy em lì nữa. Đứng giữa đường hoa, mặc áo rất nhiều hồn, nhảy tung tăng, rất là hồn nhiên. Đúng là có thể những bước nhảy chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng có những bước nhảy này thì phải có những bước đi tiếp theo. Anh rất là đánh giá cao cái sự tìm tòi sáng tạo ở trong tiết mục. Giám khảo có hai nhận xét là bạn này gằn giọng quá, làm cho nó cảm thấy như 60 tuổi á. Và hôm nay em còn như 16. Có những đoạn anh cảm giác em đang chơi với cái nhạc rất là nhẹ nhàng. Mặc dù là có những lúc hơi ngô nghê, nhưng với anh rất là ghi nhận em ở trong cái vòng này. Cũng như là vòng đầu tiên cho tới bây giờ thì điểm yếu của Phụng đó là vẫn còn cái sự hồn nhiên. Hôm nay thì nó cũng hạn chế nhưng mà nó vẫn còn, bởi vì đó là chắc là vẫn chắc của Phụng thì khi lên sân khấu thì nó hơi bị hồn nhiên chút xíu. Nhưng mà có thể đó là một cái, còn Phụng sẽ cố gắng biến nó thành một cái thế mạnh. Và bây giờ sẽ là khoan đến chị Phi Nhung, tại vì chị ôm và chị nói cuối cùng mà là một người mà anh cũng gửi lời thách đố luôn là nhảy được như em. Các nhạc sĩ Hâm Đế Trường nào xin mời. Ngọc Phụng ở dưới sân khấu thì khá rụt rè ha, mà lên sân khấu thì lại rất là thu hút, khiến cho không rời mắt được. Và đúng rõ ràng là mình có thể không cao nhưng mà mọi người phải ngước nhìn. Cho mình hỏi thêm chút xíu là các bạn này thì phối lại theo screen charts. Cái diễn của bạn á, nó rất là kịch, rất là nhạc kịch, coi rất là thích thú. Và đây là một trong những tiết mục mình thích nhất. Bây giờ để xem chị Thi Nhung sẽ có những lời nhận xét như thế nào sau cái ôm đó, liệu có phải là cái ôm chia tay hay không. Xin mời chị Thi Nhung. Không, thiệt sự ra cái ôm của chị là chị ngưỡng mộ em. Thật sự chị rất là cảm động. Tại vì nói về thể hình thì em không có cao, em không có được như những người bạn khác. Nhưng ở đây em có một cái, em rất là tự nhiên đưa một cái bộ đồ như vậy mà em cũng vẫn mặc, em vẫn diễn. Nếu mà những người khác người ta có thể là người ta không có tự tin lên sân khấu, mà đây đưa cho em một cái bộ đồ mà chị nói là cái thước tóc của em nó có bao nhiêu vậy ạ? Nhìn chị không biết là em có mang guốc hay không, có mang dép hay không nữa. Mà cái mặt thì tóc thì trải lên, mà em vẫn làm ra được một cái bài nhạc thu hút người ta, để cho người ta xem từ đầu cho tới cuối. Sao vậy anh Quỳnh? Sao anh che lại? Đéo rồi quay qua tôi chắc chết. Ủa? Có một cái tật giật mình hả? Đúng thế. Chết. Thôi nha. Đây nha, đây tự nói nha. Em, thật sự chị phục em. Là cái cách diễn của em rất là hồn nhiên. Em hồn nhiên em mới mặc bộ đồ này. Và em hồn nhiên em mới chải cái tóc và em hát cái cách và cái khuôn mặt của em vậy. Chứ nếu mà một người như Trần Trải như chị vậy mà, như anh Quỳnh mà kêu làm như vậy không dám làm đâu. Thật sự nhờ cái hồn nhiên này, bây giờ chị muốn là từ đây vào trong nữa và bắt đầu em đi hát, em có những cái cử chỉ như vậy cho chị. Chị nghĩ là em đi con đường này là đúng, cái phong cách này là đúng. Giống như chị Phi Nhung nói, hãy giữ một cái nét chị như vậy, nhiều cái hướng đi cho mình, đó là có thể áp dụng cái hồn nhiên đó vào những cái bài nào cho nó phù hợp. Và cũng có thể là Phụng cũng sẽ trau dồi cái khả năng mình nhiều hơn, chiến lược cụ thể cho một cái bài hát. Mà biết ăn tiền hơn chỗ nào không? Sửa lời bài hát luôn. Gió chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng. Sửa luôn chỉ xuống chị Phi Nhung, các em đừng có đề phòng. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Ăn tiền chỗ đó đó. Cho nên không, chị quá dư ôm. Không, rất là dễ thương. Chị nói thiệt luôn, một cái tiết mục mà chị thương, chị ôm em là vì chị cảm động. Em không cần biết ai nói gì nói, em chỉ biết yêu nghề và em tập vô cái này là chị rất là phục em. Một lần nữa chị cảm ơn em rất là nhiều. Và rõ ràng là cả Phương Huy cũng thấy được điều tự hào đó trên ánh mắt của các vị giám khảo, khi mà những viên ngọc thô trên sân khấu này đã dần được tỏa sáng hơn hình cá tính và những cái bản năng mà các bạn mang đến để làm cho đầy màu sắc, đầy phong phú. Cảm ơn rất nhiều và hãy dành một tràng vỗ tay cho Ngọc Phụng. Yeah.
lúc chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trường, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ, ba chim bảy lội một chuyến sang ngàn. Tùy chúng gánh gãy giờ đang thuyền quyên trong trái vô vàng, từng đêm xuôi lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bên mộng trong đời mà em bên đường, em đồng hồn tim em lá đổ buồn chiều. Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. Năm 17 tuổi tình yêu mất rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi. Gánh gãy ngang chơi tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Nở duyên gánh gãy ngang chơi tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua. Trời trong lạnh được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sau thừa nổ son trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi quang xuân. Trong lạnh được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ son trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xa. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp,
xuân được ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Và sau đây, hai tuyệt phẩm bolero về những cuộc tình trên sân ga sẽ được thể hiện qua tiếng hát Quỳnh Mai và Ngọc Phụng. Ngọc Phụng mang giọng ca trầm ấm, lãng tử, đậm chất tự sự, liệu có tạo nên sự khác biệt với Người Tình Không Đến, vốn lâu nay là bài tủ của phái đẹp? Quỳnh Mai với chất giọng ngọt ngào, luyến lấy kỹ thuật, liệu có vẽ lên được một trời ly biệt lất phất mưa bay nơi sân ga trong chuyến tàu hoàng hôn? Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngày tình gian dối, rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà từ và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Thương thương nhớ nhớ là thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói,
tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu.
sương, khuất trong sương là mỗi lần ngóng trường. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Những bài hát nghe nức lòng được thể hiện bởi hai thí sinh của Bolero. Tôi tin là có những khởi sắc đâu đó trong lòng của ban giám khảo rồi. Xin mời những nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta để ý kỹ cái tập mà Quý Hoàng Ca này á, thì ở mỗi cái phần đầu á, chúng tôi dành một ít phút để trân quý nói về những cái danh tác. Ở đó là có những nhạc sĩ và những danh ca. Năm mùa bộ solo vừa qua chúng tôi đã nâng niu, trân quý và gìn giữ đó suốt 5 năm vừa qua. Ở trên sân khấu này, những người làm chương trình rất là cảm ơn nhạc sĩ đã tạo ra những danh tác đó. Cảm ơn các nhạc sĩ đã để ra những tuyệt phẩm để đời. Và chúng tôi gọi đó là Quý Hoàng Ca. Quay trở lại một chút xíu cái không gian này thì với anh Ngọc Phụng, đây là một giọng ca quý, cần được nâng niu và phải mài dũa thêm. Còn giọng ca của mình Mai thì có một cái sự truyền cảm, có từng trải nữa. Hai bạn thì vẫn phải cho anh trở lại là cái chuyên gia màu sắc chứ hả? Dạ thưa anh thì em thích màu xanh lá. Dạ em thích màu xanh dương. À xanh lá xanh dương thì anh nói nhiều về các tập trước rồi. Nhưng tựu chung hai cái màu này nói về sức sống. Cái thời điểm hiện nay chúng ta nói nhiều về cái môi trường nhiều nhất, thì cái màu xanh ta đang hủy hoại rất là nhiều. Và các em cũng là chọn những cái màu xanh là màu mình tin được là đó là sức sống mang lại. Và ở đây thì sức sống cho những cái danh tác này được truyền mãi nữa. Nếu anh cho hai bạn này thêm một màu nữa thì anh gọi đó là màu nắng mới. Với Ngọc Phụng, nếu mà em không biết phát huy cái giọng này thì nó sẽ hơi cũ. Nó cứ qua tập này tập khác, có vẻ như nhiều lúc nó hơi gò quá. Vẫn cái giọng này, nhưng em phải thổi vô nó một cái gì mới hơn. Còn Quỳnh Mai thì cảm giác em bị cũ. Thì cái màu nắng mới này nè, nó là một cái màu vàng, nó sẽ chói chang hơn, ấm dần lên. Thì các bạn phải tìm ra cho mình một cái chìa khóa mới hơn ở cái solo. Nếu không biết trân quý cả hai cái điều mình có thì anh nghĩ nó chỉ là một cái màu nắng bình thường thôi. Anh hy vọng là cái lời nói của anh sẽ khích lệ các bạn tìm ra những cái điều mới mẻ. Xin mời chị Phi Nhung tiếp lời luôn đi ạ. Chị nói về Ngọc Phụng thì cái giọng thì dĩ nhiên rồi là có cái sự đặc biệt. Ở đây em hát á, em gằn nhiều quá nghe nó khó chịu. Nên mai mốt em hát em nhẹ nhàng, em thả lỏng lại tí xíu nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. 23 mà em hát chị tưởng luôn là em là 37 tuổi vậy đó. Nó già kinh khủng luôn. Bởi vậy anh Vinh anh cho em nắng mới thì giờ chị cũng ok, giờ chị cũng cho em thêm nắng mới. Nói chung là mai mốt em hát em nhẹ nhàng làm tí xíu cưng. Nó nặng quá chứ mà cái giọng thì ok đẹp. Quỳnh Mai là một cái bài hát khi mà mình đã nhập vai đưa qua một cái là mình hát liền. Cái này là Quỳnh Mai là cái thể loại khác. Và Quỳnh Mai cố gắng để mà hát bolero. Ở đây Nhung cũng khen bạn á, là tại vì thường thường mà hát nhạc dân ca Bắc Bộ á, khi mà em đổi qua cái này nó rất là khó đối với em. Mà Nhung thấy, Nhung để ý từng câu một á, em ráng em cố gắng em gần để cho nó ra cái giọng bolero bình thường. Thực sự ra nó rất là khó. Nhung nghe em hát mà Nhung rất là thương em với cái điều đó. Nhưng mà cái gì mình cũng không có ép được. Đây là đi thi thì em cố gắng em thi cho nó tròn, chị nó đẹp vậy thôi. Chứ còn ngoài ra thì chị nghĩ là cái nào của mình thì mình nên giữ. Tại vì em hát mà như vậy nó không phải là em nữa. Cái bài nãy thì cái giọng thì rất là đẹp đó. Nhưng mà nó gằn từng chữ một tự nhiên thấy nghe nó mệt lắm. Khi em hát xong rồi em thở một cái phào luôn, chị thấy rõ ràng luôn. Nếu mà đi vào vòng trong nữa thì mình cố gắng mình tiết chế lại và mình hát lại cho nó nhẹ nhàng một chút xíu. Nhiều cái từ cố gắng lặp lại trong đó, mà nhớ phải phân biệt kỹ là đừng có ráng để làm cho nó ra cái gì đó mà không phải của mình.
đó chứ, cái cố gắng nỗ lực là cần cố gắng nỗ lực em nhé. Rồi xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Tiếp lời của Phi Nhung nhận xét Quỳnh Mai luôn, thì Phi Nhung nói đúng. Anh chỉ cần em hát nhẹ nhàng là chút xíu thôi, em bị gắn quá thành thử đôi khi nó bị nặng. Em cứ ca chiều nào tiến nhau đi, chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xế tàn. Một cái nhẹ nhàng thôi em đừng có chiều nào tiến nhau thì nó bị nặng lắm. Để ý cái nó thấp, cái chỗ mà tiêu ngô bông người em được người em được người. Chỉ lại cái câu cuối là hoàng hôn cùng trên trời là chim đê cùng tàu hoàng hôn để hoàng hôn, để cái này nó bị mệt. Em có hát thử bolero một mình, em đừng có gặn, em đừng gì hết. Em chiều nào tiến nhau đi khi bóng ả sẽ tàn. Hai anh Vinh. Chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả sẽ tàn. Chỉ là chiều á, đừng có chiều. Đó, mình cứ chiều cố nhấn cho chữ chiều vô. Hai chữ luôn là chiều xong rồi nào nữa. Lướt nhẹ đi chứ nữa. Nhẹ nhàng chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Riêng về Ngọc Phụng thì đối với anh thì anh thích cái bài kiểu hát của em, cái bài này. Từ vì anh nghe rất là nhiều anh ca sĩ ca cái bài này giống nhau, ca đều cũng kỹ thuật lên xuống luyến đái dữ lắm. Nhưng mà em là một thí sinh mà em mới thấy em hát cái kiểu của em. Nó giống như là em thả lỏng, em hát như một cái lời từ sự, em nói chuyện rất là tốt. Tuy nhiên như Phi Nhung nói là em bị nhiều quá thì đâm ra người ta mệt. Em có thể em ngấn nhá, em cai kiểu thả lỏng như vậy nhưng mà ít thôi. Mình vẫn giữ cái khuôn khổ của cái bài này. Anh là anh thích cái kiểu trình diễn của em mà, và cái kiểu hát của em. Nhưng mà mình ráng hạn chế lại được cái nhiều quá thôi. Và bây giờ nha, Mỹ Ngọc thường hay bị nhận xét là hay nhăn mắt và làm cái cơ mặt của mình nó nhăn đi. Bây giờ coi Mỹ Ngọc động viên các bạn mà mặt không nhăn nè. Tại vì anh hiểu biết ra em bị một cái khuyết điểm là mình khi mà mình cảm xúc quá là mình nói mình không có tập trung cái cơ mặt gì. Thường thường là MC nhìn hiểu không nhăn chị nha. Dạ không nhăn. Vai trò Ngọc ngồi đây là khi mà đồng hành của các bạn thì là Ngọc muốn tìm ra cái điểm vàng của các bạn ở trong ca khúc này. Và câu hỏi của Ngọc vẫn như các bạn trước là với hai bạn thì các bạn nghĩ là cái điểm vàng với hai ca khúc mà các bạn chọn nó ở đâu? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em cảm giác được cái sự chia ly và từ biệt nó như thế nào. Và để mà đưa cái cảm xúc vào cái bài hát. Cảm xúc trong bài hát này là điều mà bạn cảm thấy bạn đã làm thành công, đúng không? Dạ. Câu tâm đắc nhất ở trong cái bài hát đó là em thích chỗ nào? Ước sao cho tàu đừng đi ạ. Dạ. Cũng thì sao nhỉ? Dạ, em xin trả lời đó là cái điểm vàng trong ca khúc Người Tình Không Đến thì trước giờ thì em thấy là cái bài này thì dành cho phái đẹp, hát thì cụ thể là nữ là nhiều, còn nam thì có nhưng mà rất là ít. Và hôm nay em thể hiện cái ca khúc này là nhằm mục đích là thứ nhất là em xử lý theo cách của em và em đưa một cái màu sắc mới hơn cho đến cho tất cả mọi người. Thứ hai nữa là em hát bài này cho những người phụ nữ. Hát cho những người phụ nữ. Yêu chưa mà hát cho những người phụ nữ. Cái này hát dùng cho ba. Cho thằng mẹ. Nhưng mà chị hỏi em là cái tâm đắc nhất cái câu trong cái bài hát đó là em thích cái chỗ nào? Dạ, em thích cái câu cuối cùng đó là tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát lại thử coi. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát sao mà đừng để ai bắt chước lại em á. Đừng để ai nhái lại em á. Khó. Chứ chị hay bắt chước mấy cái hay của người ta lắm á. Thiệt luôn đó. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Trong một cái bài hát, thường thường của người nghệ sĩ thì khi mà chị bước lên sân khấu cũng vậy. Dĩ nhiên là nó hoàn thành khán giả vẫn thích. Nhưng đối với chị, khúc nào mà chị thích á là chị cảm thấy là chị feel giống như chị bay luôn á. Chứ chị không phải là chị ngồi hay là chị đứng chị hát nữa. Thì chị muốn hỏi em là khi nãy giờ em hát cái bài đó có cái khúc nào là để cho em cảm thấy em không phải là chính em nữa? Đó là cái đoạn điệp khúc. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Trong một bài hát nó cũng có những cái chỗ để em chạy chuốt.
thì nó sẽ đẹp hơn và khán giả sẽ nhớ cái câu mà em nâng niu cái bài hát đó lên. Việc danh ca Bolero thành công chỉ cần xuống ngay cái câu đó hay lên ngay câu đó là vỗ tay. Không thể nào lẫn vào đâu được, đó chính là những cái nắng nó riêng có, những kỹ năng chuyên nghiệp, và hy vọng là các bạn sẽ sớm hoàn thiện nó để lần mở trên những vòng thi để chinh phục những màu sắc của Bolero nha. Yeah. Cái khó khăn nhất của hai chị em ở cái sự tương tác này đó chính là hai chị em phải đóng tức là hai nhân vật nam nữ đang hẹn hò, mà sự chênh lệch tuổi tác đó là cái khó khăn rất lớn trong cái vấn đề này, đó là mình hơn Phụng 10 tuổi cho nên là khi mà tập với nhau hai chị em là rất khó khăn trong cái việc thể hiện cái tình cảm trong cái tác phẩm tương tác này. Nhưng mà sau khi mà đã tập dừa rồi, cố gắng của hai chị em thì mình nghĩ là hôm nay hai chị em đã thể hiện là khá thành công ở hai nhân vật hẹn hò. Vừa rồi là phần thi dự thi của hai chị em và đã tập với nhau cũng rất là kỹ. Thật sự là thì bài này thì là nó cũng là một cái sự khó khăn cho Phụng, bởi vì bài này thì đa phần là nữ hát, thì bây giờ Phụng phải hát như thế nào đó để có thể mới hơn nhưng mà đi vào lòng người. Thì vừa rồi thì xong phần dự thi rồi thì xuống đây vẫn còn rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là hài lòng cái tiết mục. Em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai, trong nắng mùa xuân mình được một giấc mơ đẹp, bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Em thích mùa xuân được ngủ ở một giấc mơ đẹp, bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường, ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi,
chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Khó tả khó ngờ tình đam mê như sóng gió khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông ngân hà khổ thương nhớ nhau trông chờ tình. Hãy subscribe.
Quý vị khán giả thân mến, Thanh Tấn và Ngọc Phụng tôi tin sẽ là một cặp giáp đấu hết sức thú vị mà quý vị không nên bỏ qua. Với Thanh Tấn sở hữu một giọng hát đầy nội lực, đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong Bolero ngoài những trường đoạn cao trào thì những đoạn xử lý lắng lòng và bỏ nhỏ cũng hết sức giá trị. Còn với Ngọc Phụng, một cá tính âm nhạc, một cách xử lý mới hoàn toàn mà tôi tin rằng là từ năm mùa solo của Bolero vừa qua không ai sở hữu cách xử lý như vậy cả. Thử thách dành cho hai bạn là một trong những bài Bolero kinh điển Cô Hàng Xóm. Để xem Thanh Tấn ngoài giọng hát mạnh mẽ của mình, liệu những đoạn bỏ nhỏ có làm mượt mà hơn và chiếm lấy tình cảm của khán giả hay không? Và Ngọc Phụng có phát huy tiếp tục thế mạnh bằng cách xử lý bài hát tinh tế của mình hay không? Hơn hết, giọng hát đặc biệt bí ẩn sẽ xuất hiện trong phần Hoa Ca Tam Đấu, có làm tiết mục này giàu cảm xúc hơn. Tất cả hướng mắt về sân khấu để trận đấu giữa Thanh Tấn và Ngọc Phụng xin được phép bắt đầu.
đời em nhiều may mắn. Còn nhớ anh nhạc sĩ nghèo, này không chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vỡ nhớ. Hay là chút sợ nên em nghẹn lời, mai lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay khi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Với có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên anh nghẹn lời, mai lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Quý vị và các bạn thân mến, xuất hiện để cùng hòa ca tam đấu với hai chàng trai Ngọc Phụng và Thanh Tấn, đó chính là Á quân solo cùng Bolero mùa năm thưa quý vị, Trọng Khương. Tôi nhận thấy là có tín hiệu từ ban tư vấn phải không ạ? À, Tùng Anh đây xin phép được đại diện cho ban tư vấn có tín hiệu đặc biệt dành cho. Có tín hiệu đặc biệt. Trọng Khương thân mến, một tín hiệu đặc biệt từ ban tư vấn nghĩa là sẽ có trường hợp được tuyển thẳng vào vòng trong. Rồi, Trọng Khương được tuyển thẳng vô rồi. Với điều kiện là Khương
là người đồng ý thứ 6, nghĩa là phải có 6 sự đồng ý ngoài 5 thành viên ban tư vấn. Cho nên Trọng Khương sẽ đứng ở đây để xem xác nhận lại tín hiệu, xem 5 sự đồng ý ở trên kia có thật sự đồng tình từng người hay không. Chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên, xin mời Tùng Anh. Bạn có đồng ý với tín hiệu hay không? Tùng Anh đồng ý. Tùng Anh đồng ý. Lâm Ngọc Hoa, bạn có đồng ý hay không? Đối với siêu phẩm như này thì em phải đồng ý rồi. Cảm ơn Lâm Ngọc Hoa. Anh Lê Minh Trung, anh có đồng ý hay không? Ủa, đồng ý gì sư Hiếu? Đồng anh ý thì bây giờ anh đang về tín hiệu đặc biệt. Anh đang gán ghép 3 bạn này vô trong một cái cụm từ hay, độc và lạ. Và dĩ nhiên anh sẽ... Thì tất nhiên là anh phải đồng ý. Không thể nào nói không với anh ca. Không thể nào nói không đồng ý. Cảm ơn Thu Hằng. Còn anh Thiên Bảo thì sao? Thiên Bảo đồng ý. Thưa quý vị, như vậy 5 sự đồng ý từ ban tư vấn, nhưng dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn chưa biết đó là sự đồng ý dành cho một bạn hay là cả hai. Bây giờ tôi sẽ đưa ra 3 phương án. Sự đồng ý đó sẽ dành cho Ngọc Phụng là phương án đầu tiên. Phương án thứ hai, sự đồng ý dành cho Thanh Tấn. Và phương án thứ ba là sự đồng ý dành cho cả hai, Ngọc Phụng và Thanh Tấn. Và bây giờ thời gian suy nghĩ dành cho ban tư vấn không còn nhiều nữa. 3 2, xin mời. Vâng, thưa quý vị, như vậy là cả 5 thành viên của ban tư vấn đã quyết định chọn phương án thứ 3, Ngọc Phụng và Thanh Tấn được vào vòng trong. Nhưng chưa là gì cả, vì tất cả quyết định lúc này đổ dồn vào Trọng Khương. Như một cái lời chúc mà Trọng Khương chúc cho hai bạn trước khi lên trên đây, Khương chúc cho hai bạn có một cái màn trình diễn thật là xuất sắc để lại cái dấu ấn trong lòng khán giả. Và cái lời chúc tiếp theo mới là quan trọng đối với hai em, đó là anh chúc cả hai em đều vô tới vòng trong. Như vậy, trường hợp đầu tiên đặc biệt đã diễn ra, Ngọc Phụng và Thanh Tấn là hai thí sinh đã được vào vòng trong. Trở về thăm em bao lần, ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi, hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tan chim gọi đàn. Anh ơi, đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ long lanh sao rớt vương đầy trời, dòng cát trắng bao la chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề, anh say sưa nhịp bước trên hè, anh đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Rồi nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa y. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa, vui ruộng đồng bao la tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây.
trắng anh về. Người yêu ơi nhớ trắng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè. Anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi nói sao nên lời. Em ơi em dù nhớ vời đây. Bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa y. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la tóc bạc phơ đẹp. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Quỳ xuống. Hai vợ chồng người em chăm lo cày sâu cuốc bẩm, yêu thương giúp đỡ mọi người, biết tiết kiệm dành dụm cho nên được chim thần trả công. Dạ con đội ơn chim thần. Dạ thưa chim thần, xin ông hãy cho anh chị của con thêm một cơ hội để sửa đổi được không ông? Hai vợ chồng người anh à? Dạ. Hai vợ chồng người anh tiêu xài hoang phí, ăn chơi vô độ, đàn đứng, ăn một trái khế đòi cả bao vàng, không biết dành dụm yêu thương mọi người, gia sản tiêu tan. Chim thần. Ông chim thần. Trời ơi. Anh không biết làm sao hết trơn. Đó, bà chị tôi về nữa kìa. Khổ hết sức vậy đó. Ê, mai móc giúp tôi thử công gì bán không? Rồi lấy tiền đi sắm pin. Sẵn bằng bộ đeo mới luôn. Ai ghê vậy? Tiến hả? Trèo lên cây khế mà đúng. Em từ nhà ra. Khế này là khế ông cai. Khế
dẻ, nghe dẻ, nghe dẻ làm biến, khó mà tìm kiếm một cặp xứng đôi. Kể chuyện nghe chơi ông chồng mắc dịch, trưa trời trưa trật còn nướng trong mùng, để vợ kêu rùng năm hồi bãi hiệp, ló ra cái mặt hết muốn mừng ăn. Guốc chưa kịp mang, quần chưa kịp giận, như thằng bại trận lết lại nồi cơm, vợ chưa kịp đâm thò tay vô bắp. Ngu gì ổng bốc nó đói bụng làm sao? Gặp con vợ cặp nó sáng rửa lên đầu, cãi lộn hồi lâu tính qua hàng xóm, nhưng bà con đến còn thêm mắt công. Kể chuyện lòng dòng pha trà rót nước, chi bằng chịu trận mà khỏe chân tay. Chân tay cái mà chân tay. Vợ nói hoài tội vì mình thua thiệt, thằng chồng mà mắc dịch thì con vợ cũng mắc phong, ăn rồi bồng con lê la hàng xóm, xong nồi đũa chén bỏ chảy sau hè, heo chó dịch gà ỉ đầy nhà cửa, một đống trước ngõ mấy bãi trên giường, bản mặt nó chầm dầm giả đò đau bụng, ăn ba tô bún bốn chén chè thưng, một mâm bánh ít trần ôm con mà ngủ tốt, đứa con nó sợ mở miệng ra mắt công mà tót tép. Tót tép cái mà tót tép. Nghe dẻ, nghe dẻ, nghe dẻ thứ thiệt, khó mà tìm được một cặp xứng đôi. Xứng đôi cái thiệt, xứng đôi. Ông chồng đổ lỗi tại xuống tại ông nói luôn. Lấy vợ tuổi dần mần ăn mà trật chuột, ai nghe tới cọp cũng phải tránh. Con ơi, con quỷ giờ cao nó quýnh tôi này trời ơi, chết. Vậy đâu có ai thương con. Tự nhiên con vô can cái bị quýnh à. Bốn người bị đánh luôn. Quá, 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 quá. Ở giữa chồng và ngươi thiệt là sai trái, gặp nạn không hề sửa đổi. Quá, quá, quá. Dạ, dạ thưa ông thần chim, một lần nữa con xin ông hãy cho anh chị của con được sửa đổi để chí thú làm ăn à. Sửa đổi, sửa đổi, sửa đổi. Cốt, cốt nói với vợ chồng tôi một tiếng nữa đi. Ông thần chim ơi, ông cho hai vợ chồng anh con một cơ hội đi. Chị, bây giờ từ nay là chị phải lo làm ăn nha. Không có shop, không có móng tay móng chân gì hết trơn á, không có ao đì, rồi không có cuốn xì gì luôn nha. Tôi biết còn, rồi. Còn anh nữa, bỏ uống rượu đi cho nó cao lên. Biết rồi. Dạ. Dạ thần chim, tha lỗi cho vợ chồng tụi tôi nha. Quá thôi, ta sẽ cho hai người một cơ hội nữa, nhưng hứa là phải sẽ thay đổi, được không? Dạ, dạ. Thôi, ta đi đây. Quá, 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 quá. Nhớ sửa đổi nha chị hai. Trời ơi. Anh nữa đó, nhớ sửa đổi á. Vợ chồng gây lộn hoài, hàng xóm phiền lắm á. Nghe. Sẵn đây á, có chú Đàm Vĩnh Hưng, chú Lý Hải rồi vợ chồng cô Tư nữa. Tụi tôi hứa là sẽ sửa đổi. Sửa đổi. Ngày đêm quên nắng
Thưa chị Năm, chị Năm thông cảm cho tôi nha. Hết cái mùa lúa này tôi chuyển sang trồng đậu, thu hoạch xong tôi có tiền tôi trả liền cho chị à. Mà nếu mà chưa tới thu hoạch đó thì tôi đi mần mướn tôi trả cho chị liền. Chị thông cảm cho tôi nghe chị. Chị hứa với tôi bao nhiêu lần rồi, nhà chị nghèo thì chị chịu nghèo đi. Cái đứa đầu á, nó học đại học á, chị cho nó lên Sài Gòn học, tôi đã không nói rồi. Cái đứa sau á, chị cho nó học trường làng, cũng đâu có chết. Chị ráng, chị đi, chị vay, chị mượn, chị cho nó đi học Sài Gòn. Dạ. Rồi bây giờ á, chị không có tiền trả tôi, chị hẹn hoài vậy sao? Như chị thấy gia cảnh của tôi đó, chồng tôi chết đi, tôi chỉ còn duy nhất hai đứa con gái. Con gái lớn nó lên Sài Gòn nó học, có con thân mình. Tôi cho con bé nhỏ lên để cho hai chị em đỡ đần với nhau. Chị yên tâm đi, hai năm nữa con bé lớn ra trường, rồi nó lo lắng cho em. Lúc đó tôi không còn lo nữa, tôi không mượn tiền của chị đâu. Chị thông cảm cho tôi nghe chị. Mà giờ tôi hỏi chị, bây giờ hai đứa nó học Sài Gòn rồi, bây giờ chị mượn tiền tôi để làm cái gì nữa? Dạ, không giấu gì chị, nhà của tụi nó cách xa trường lắm. Tôi mua cho tụi nó chiếc xe đạp để hai chị em nó chở nhau đi học. Cái này gọi là chị đua đòi đó chị Sáu à. Chị không tiền mà chị mua, chị phải đi mượn để chị mua chứ vậy. Nhưng mà thôi, tôi thương người nào giờ chị cũng biết đúng không? Tôi thấy người nghèo lúc nào tôi cũng rộng lượng hết á. Dạ cảm ơn chị. Kỳ này tôi tạm tin chuyện lần nữa nha không? Dạ. Một tháng thôi, mà một tháng chị không trả tôi cao nhà chị nha chị. Thôi tôi về, lát nữa tôi sai sắp nhỏ đem tiền qua, nhớ không? Mới đây đã hơn một tháng rồi, gần tới ngày đưa tiền rồi. Ở trong nhà không có tiền lấy gì đưa cho người ta, rồi tôi biết phải làm sao đây. Mình ơi, xin mình phù hộ cho tôi, để tôi có tiền tôi trả tiền cho người ta. Mẹ, mẹ con về rồi nè mẹ. Trời ơi, công chúa nhỏ của mẹ. Mẹ gửi tiền lên tụi con mua xe đạp rồi đó hả? Dạ mẹ. Có chiếc xe đạp rồi á thì tụi con gái ngọc ngoan ngoãn nha con. Sao rồi hai chị em, sao rồi ăn uống có đầy đủ không con? Dạ đủ có mẹ. Con có nghe lời chị không? Đầu làng dân má quê tôi giờ phải gắn cò, có mẹ tôi ní non lời ru lời thương nhớ con. Lòng mẹ như con nước trái tràn ra muôn nhánh sông, sông sâu nghiêng bóng dừa bìm bìm kêu nước lên. Sớm hôm chẳng ngày giang mẹ như cánh cò sải dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm. Con thơ vừa vui khúc khích, đó là niềm vui biết la làng lắm con, không có chuyện gì đâu. Không mẹ ơi, không thấy ai đang tiến qua nhà mình nữa mẹ. Không có ai hết, tôi
con vô ăn cơm đi, mẹ nấu cơm xong rồi. Đi vô ăn cơm, đi vô ăn cơm đi con. Đi đi vô, đi vô đi, đi vô nhà. Mau lên. Sao đâu? Dạ, chị ơi, mấy đứa nhỏ nó đang ở nhà. Chị đợi cho nó lên thành phố đi chị. Rồi tôi trả tiền cho chị liền à. Tôi không muốn cho tụi nó nghe là tôi mắc nợ, mắc nần. Chị ơi, tôi xin chị. Ủa, chị biết sợ hả? Chị biết sợ mà chị để tới giờ này chị không trả tôi 1000 bạc nào? Xét nào? Mấy chú ơi, đừng lấy đồ của tôi. Mấy chú ơi, chú ơi, đừng lấy đồ của tôi chú ơi. Chú lấy đồ lấy gì tôi đẩy cái bàn cho tao. Đừng có lấy cái đó, tôi nấu cơm cho con tôi ăn chú ơi. Trả xe đạp cho con tôi mẹ chú ơi. Chị ơi, tôi xin nghèo kiết xác mà đố đời. Trả xe đạp cho con tôi. Trả xe đạp cho con tôi. Sớm hôm chẳng ngại gian khó, gian nan mẹ như cánh cò, trải dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương. Một đời gian đôi cánh, táo tầng cho lúa thơm. Còn thơ cười vui khung khính, đó là niềm vui. Đời con lớn khôn mà lòng con đâu biết, mỉm cười trên bao xót xa. Còn mong thời gian thay đổi để mẹ thay lòng xa. Mà lòng con đâu biết, mỉm cười trên bao xót xa. Còn mong thời gian thay đổi. Tiếng mưa rơi
ruộng đồng thêm xanh, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, đất đai an lành, lứ đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh. Chiều mưa nhớ anh, nhớ anh năm mỏi mòn từng ngày dài hoài mong con, nghẹn ngào mưa rơi. Chẳng hay quý danh của công tử là chi? Dạ,
kính thưa cùng chúc công tử. Cha tôi mất đi à, tôi còn ngẫu ở thơ, mẹ già dưỡng nuôi ngày qua là hiểu rồi đó. Thấy vỗ tay chứ có lệ thôi chị ơi. Này là mình chuyển qua nghề hát không được rồi đó. Thấy chưa, tôi nói rồi, thuê đồ cho lồng lộn để làm gì, để rồi bây giờ làm không có ra gì, ban tổ chức nói này nói nọ nữa, áp lực lắm. Nhưng mà chị nói cho em nghe, không làm nghề này thì biết làm nghề gì? Thầy có người tin á thì mới có thầy pháp chứ. Yeah. Hôm nay nha, chị nghe á, có một mối sộp lắm. Mối sộp? Em biết cậu Minh Xù không? Cậu Minh Xù? Cậu Minh Xù, con bà dân ù sắm trên kìa. Trước đây nha, cũng được lắm, tóc thẳng băng, mà sao tóc càng ngày càng quăng thò lò à. Đã vậy còn nói nhiều hơn trước nữa. Cậu Minh Xù? Em biết nè, cậu Minh Xù là con của bà dân ở xóm trên. Đúng. Trời ơi, mà em nghe nói nha, cái bà này bà giàu lắm luôn á. Bởi vậy nè, cứ nghe nói nghe. Được này nha, mình tập trung mình hốt cú chó nha. Bây giờ em ở đây, ra ngoài em canh, chị đi vô, chị chuẩn bị đồ làm lễ nha. Thấy là kêu vô liền nha. Dạ. Tôi nói cậu á, cậu đi lên đây. Dạ lên đây. Rồi, dạ. Cậu ngồi xuống đi. Dạ mình ngồi kiểu nào? Bây giờ tôi là thầy. Dạ, ngồi. Bây giờ cậu có bị đau tay không? Dạ, đã tay. Cậu đau tay hôm nay nè. Tay này. Cậu đau bụng nữa đúng không? Tụi nhắc xong mới đau luôn á. Bây giờ cậu đau toàn thây luôn đúng không? Dạ, đau. Chưa, tôi nói đúng mà. Bây giờ ngồi im ở đây. Dạ. Để tôi thỉnh thầy Tư làm phép trừ tà bắt ma chắc cậu à nha. Dạ, con thỉnh thầy Tư à. Dạ, bồ. Sông dưới có thằng Minh Xù đi chữa bệnh ở sông trên nhà cô thầy Tư. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp. Thầy phán rằng cho xem thường phải mau đi gặp ma. Thằng Minh Xù cầu xin thầy ra tay trừ tà, mau hết bệnh, thao túng là chuyện nhóm mà thôi. Mừng trong lòng, chắc phen này bổn thầy trúng mắt. Vụ này giải nghệ cho nhau. Thiên lên lên, địa lên lên. Ôi lý thầy tư nhẹ nhàng khói khói thầy lên hừ hừ. Thiên lên lên, địa lên lên. Bơ thằng Minh Xù khói khói nhàng nhàng thầy thổi phù phù. Phù 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 phù. Thiên không lên. Như người mất hồn đâu á.
nè bớ cậu Minh Xù. Thầy đã làm phép trấn an định thần, nhưng mà thực ra là cậu không có bị con ma nào nhập hết nha. Ủa gì kỳ thầy? Rồi hồi nãy giờ là con có bệnh không thầy? Thì thầy nói vậy đó. Cái người nhập cậu á là cái người khác. Nè, tôi nói cho cậu nghe nè. Mấy con ma nó nói với hai thầy á, người mà bị nhập á là má của cậu. Trời, tức là bà Dân. Con cậu á là cái người bị dược kia mà thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ nếu như mà cậu muốn trị dứt bệnh á là cậu phải mời bà Dân lên đây. Dạ thầy, dạ thầy, dạ thầy. Vậy là bây giờ con không có bệnh đúng không thầy? Mà mẹ có bệnh. Đúng rồi. Trời đất ơi, đợi con về con dắt mẹ con lên liền. Trời ơi. Mời cậu. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi mẹ ơi. Mẹ bệnh nặng dữ lắm rồi. Trời ơi, nó xanh mà xanh ra cái áo luôn rồi kìa mẹ ơi. Lên đại đi. Thôi mẹ đừng có nói gì, mẹ lên đây. Bước lên đó. Trời ơi. Dạ chào thầy. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ. Con dắt dắt mẹ tới. Bà Dân. Dạ. Mời bà ngồi. Trời đất. Trời ơi. Tôi mà ngồi được á tôi chết liền á thầy ơi. Đợi chút xíu. Bà Dân có đợi chút xíu thôi. Dạ. Mẹ ơi, con thấy rồi. Mẹ đợi con. Đi ra đi. Mẹ tôi để tôi lo. Nè mẹ. Kỳ quá thầy. Đang khỏe trân trân ở nhà, thằng này nó về nó báo thầy biểu bệnh, cái tôi tới tôi bệnh liền. Trời ơi, mẹ bệnh rồi, mẹ ngồi đi. Trời ơi. Dạ thầy. Dạ. Dạ mẹ em ngồi được thầy. Để đảm bảo an toàn tôi sủi chân được không thầy? Chứ để mà tôi ngồi kiểu kia là lãnh đủ luôn á. Dạ. Tùy bà Dân. Dạ. Bây giờ bà Dân cứ yên tâm ngồi ở đây. Dạ. Thành tâm khấn vái là được rồi nha. Dạ. Thưa bà Dân, tôi bắt đầu khiến động à. Tiên sư tổ sư tề thiên đại thánh, Hồng Hà Dương tiếng là sát ma dương. Bà cô, bà ông, chúa tiền, chúa sư, ông tao, ông tiền, nghe tiếng thầy kêu về ăn thịt chúa. Là hời. Thank you.
trong tam thập kế dĩ đào dĩ đồ sách mình chạy chị chạy đi. Ơi, mẹ ơi, con ngon quá mẹ ơi. Đứng lại. Trời ơi, con nói với mẹ, thầy Tư, thầy Tư, thầy Tám, hai thầy ra đây, tôi bảo bao nhiêu lần rồi, hai thầy hành nghề mê tín thầy pháp ở đây. Hai mẹ con đứng đó để tôi xử cái cặp này ra đây. Trân trọng giới thiệu với quý vị, tôi bảo vệ trật tự của thôn Thương Nhớ, xóm Đợi Chờ. Hai cái người này á hả, là hành nghề thầy pháp đến đây là lần thứ mười mấy rồi hả? Hả? Cô có nhớ đi lần thứ mười mấy rồi hả? Thôi, dạ nhiều không, quá không nhớ luôn anh ơi. Tôi đã đề nghị hai cô lên xã viết bản kiểm điểm tại sao lại còn hành nghề. Mà cô có biết là hai cái vị khách ở đây họ là khách VIP đến thăm cái làng này của chúng ta. Mà tôi nói với hai cô rồi, hai cô có khả năng ca hát á, thì thôi giờ bỏ nghề, không hát cải lương được, không hát thầy cúng được, thì giờ mình hát nhạc trẻ nhạc nhẹ đi. Không chịu nghe, sắm đâu hai cái bộ đồ này, trời đất ơi. Cái chuyện em Út nó còn nhỏ, nó còn gọi là nó chưa có cái ai định hướng cho nó rồi. Thì nó lầm đường lạc lối Thì bây giờ mình nói từ từ nhẹ nhàng thôi, đúng không? Tụi con cứ bình tĩnh, mình làm sai mình sửa đâu có vấn đề gì đâu. Mình đi không đúng đường thì mình đi tìm cái đường đúng mình đi, có gì đâu, đúng không? Nhưng mà, mà qua vừa rồi á, thấy tụi nó ca được. Ca được đúng không? Đúng rồi. Tôi đi về mẹ ơi. Con tôi về nha. Đi về. Rồi, khổ dễ sợ. Tôi nói cho hai cô biết là mai là hôm nay là hai mẹ con là người ta không có kiện cáo, người ta tha đó. Nói chung là hôm nay là một tiết mục hoàn toàn khác luôn á. Trước khi ban giám khảo nhận xét là em thề là em không biết cái chuyện gì đang diễn ra trên sân khấu. Em với chị Vân không biết một cái gì luôn mà lên đây làm như đúng rồi vậy đó. Đây là một cái tiết mục kết của cái đêm thi hôm nay mà nó tạo nên nhiều cái sự bất ngờ cả về cái sắc màu âm nhạc cũng như là về cái đường dây dàn dựng. Cô Nhân hôm nay có những câu thoại rất là dễ thương, đúng chất của em nữa. Những cái nhíu mày, những cái nghiêng người, hoặc là chỏng mong, hoặc là chờ đợi, hoặc là những cái tương tác với Nghĩa cũng như là những diễn viên phụ, thì anh thấy là mọi thứ đều không thừa một chút nào. Chỉ có duy nhất một đoạn mà chị Nghĩa đã cứu em là cái đoạn mà mãi mê hai chị em giật theo cái điệu nhạc, đúng không? Giật theo điệu nhạc sung quá. Cô Nghĩa đã chứng minh cái bản lĩnh sân khấu của mình. Mặc dù cái câu đó không phải là của em, phải không? Nhưng mà em, ủa, đến cái câu này sao chưa thấy hát ta? Đang giật thì em đưa mic em hát luôn. Em chỉ cần bắt vào một nửa câu thôi thì Nhân đã nhớ và bắt vào kịp. Có một cái chi tiết ở trong cái đoạn vừa rồi không phải là cố ý đâu, mà một sự vô tình, đó là lúc mà quăng cái tấm lụa xuống thì tấm lụa rớt ngay trên đầu ông kia lắc lư và quăng ra cái mặt rất là bực tức. Đó thì đó cũng là một chi tiết đắt giá, nó tạo nên cái sự hài hước cho cái tiết mục này. Nói chung là Phòng Trà Nội Tâm rất là mong muốn là được tuyển hai em, nhưng mà nghĩ hai em không đủ nội tâm, hai em quá sức quậy tối nay. Cho nên không tuyển. Hôm nay cái tiết mục này nó có mang đến cái cảm xúc gì cho mẹ không? Trong lần này cô thấy là Thiện Nhân có phần nổi trội hơn Công Nghĩa. Thiện Nhân diễn rất chi tiết và cô khen Thiện Nhân, con càng ngày con càng bộc lộ được rất nhiều những cái mà từ đó giờ con chưa dám bộc lộ, cố gắng nữa nha. Trời ơi, có khi nào mà xong cái này cái tự dưng cái con qua bên kịch luôn không trời? Thật sự là cảm ơn chị Vân với Xù rất là nhiều, đem lại một cái tiết mục thật sự là thú vị. Phần nhận xét là của ban giám khảo nói hết rồi. Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn ban nhạc đánh một bài hát quá khó. Một tràng pháo tay cho ban nhạc Duệ Hùng. Đi vô đi hai đứa. Quá khứ trượt lên nét suy tư, bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sâu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa. Lòng vẫn u hoài thấy chuyện
mắt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn phù vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về tương nhớ, người đó ta đây tình vẫn chia phôi, biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn đời đã sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Sao khó tìm quên, xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Rần rần rộ rộ liền à. Rồi đứng đây chi bà? Con hả? Con đứng đây đợi anh ba. Là chị... lì xì cho con lần nữa. Lì xì hai lần? Ở đâu ra mà lì xì hai lần? Rồi sao? Coi cái bàn thờ chưa? Cắm bông đàng hoàng cho má chưa? Dạ chưa. Sao dạ chưa? Con gái ơi, con gái út ơi, má đã giao nhiệm vụ cho con là ở nhà mình phải ngó nghiêng cái bàn thờ, coi cái bông nào mà nó héo mình mang xuống dưới rồi thay bông cho má. Mà sao không làm nhiệm vụ vậy con? Nhưng mà con mới thay đây mà má. Thay cách đây 5 ngày trước á. Bông bây giờ nó quá thạch trên bàn thờ rồi chị bà. Chán bà quá. Giờ nè, đi ra giường á, hai bông nào tươi tươi rồi trưng bàn thờ cho má nghe chưa? Dạ. Nhanh nha. Quê em nắng vàng nhà cô thôn, vai mây trắng rực rỡ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hồ qua sớm vắng, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian.
bằng nhạc cô thôn vai mây trắng rực rỡ về cuối trời bâng khuâng tiếng hò qua sóng vỡ khói làm buồn như muốn ngừng thời gian một chiều anh mới đến bóng dường nghiêng gió dù thềm tìm về đôi cánh màu mắt em nhìn nói ai biểu nay qua sớm quá anh chị. Phải qua sớm chứ, phải qua sớm để đủ út tối nay nè. Mình lên hội chợ ở xóm trên nè, mình coi lô tô tối nay hay lắm nha. Có nhóm oxy á về diễn hay lắm nha. Đi coi đi, nó nghe là mình coi xong cái mình đi vòng vòng hội chợ mình chơi, cái mình chơi trò chơi mình trúng gấu bông, cái mình lấy gấu bông mình tặng cho út luôn. Thôi đi về khuya má la chết luôn á. Không sao đâu, nếu mà má la đó thì mình xin má gì mốt cho. Thôi anh gan quá trời luôn á. Không sao, biết sao không, tạm bữa mình nói chuyện với má của út rồi, má của út nói ráng để út thêm vài năm nữa thôi, út đủ tuổi kia mình hốt út luôn. Thôi mấy cô bé lớn mà hốt hốt gì không biết à, làm má không có cho đâu. Tôi nói rồi đó, tôi cũng không có đi đâu má, khó lắm á. Má ơi, bữa nay cho con đi chơi nha má. Không, ở nhà. Thôi, nếu má qua khó quá thì thôi đi, tôi xin má Phi Nhung nha. Con là Thiên Ngân, con may mắn được sự giúp đỡ của mẹ Phi Nhung. Con sẽ là sao nối ngôi. Bây giờ ở đây, chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con làm đệ tử của cô. Dạ, con bắt đầu muốn hát và làm ca sĩ từ lúc con 5 tuổi. Hiện tại thì bé có một cái giọng hát không phải là giống Phi Nhung mà là có một cái giọng hát riêng biệt và có cái cách ngân luyến lấy cũng khác mà Phi Nhung nữa. Tạm thời cứ để cho bé vừa đi học mà bé cũng vừa lên sân khấu bé hát để bé học hỏi thêm. Nếu mà núp với cái bóng Phi Nhung thì sẽ không có nữa, là tại vì Nhung rất là tự tin khi Nhung nhận bé và Nhung sẽ biết cách để chỉ bé như thế nào. Con muốn làm ca sĩ một để thỏa mãn ước mơ, mục đích nữa là để con giúp đỡ gia đình và có thể làm được những gì mẹ Nhung đã làm. Nhìn gì nữa. Thôi ba đi về đi, để bạn bè con mà biết ba bán xôi á, con mất cỡ lắm á. Có gì đâu mất cỡ. Bây giờ vậy nè, bạn con mà có hỏi á, con cứ nói là ba không phải là ba của con. Con biết không, ba đậu xe ở đây nè, ba bán thiệt là nhiều á, cái ba gom tiền, ba mua áo, mua quần, ba mua cặp và ba lại đóng tiền trường cho con nữa. Thôi con không có cần mấy cái đó đâu, ba thấy đồ ba mua toàn là củ xì không à, nè ba nhìn đi. Thì tại nhà mình nghèo mà con. Thôi thôi ba đi về đi mà, ba đi về đi thôi. Ba không về là con nghỉ học luôn đó. Thôi để ba qua bên kia, ba đậu xe ba bán bên kia nha. Ba đi về lẹ đi. Có ai mua xôi không? Ê, wow, cái cặp bạn đẹp quá à. Bạn đừng có đụng vô cái cặp của tôi. Mẹ tôi mới mua cho tôi á. Chú ơi, cho con hộp xôi đi. Rồi, cảm ơn con. Con hồi nãy ba chạy ba nhờ người ta mua cho ba cái cặp á. Cái cặp này năm lớp 3 tới giờ ba mới mua cho con. Thì tại nhà mình nghèo. Nó
nó xưa lắm rồi đó. Má của bạn bán xôi hả? Đi về đi, má đi về đi. Không, mới cầm cái ba về. Thôi, ba của bạn nó bán xôi á. Cha không sao đâu, vết thương nhẹ mà. Thôi, đừng có khóc nữa nha con. Ngoan. Những cánh dài
nhớ lời cha sống cho nên người già con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỏi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.